Ờ, dạ con thực hành trai giới ở nhà con có thắc mắc là có được tắm gộ đầu sạc chân không về sư những cái việc này đáng lẽ ra quý vị phải làm từ trước ừ. con muốn tắm rửa cái gì thì tắm rửa từ trước con muốn làm cái gì thì làm từ trước chứ không phải là mình chờ đến cái lúc mà mình thọ bắt quan trai mới lo tính tới những chuyện này à. Uh, theo lẽ thường á theo lẽ thường thì nếu như nếu như cơ thể nó bị dơ bẩn ví dụ như uh, bị cái nước bẩn nó dính vào người uh, hoặc là bị đồ bẩn nó dính vào người thì quý vị có thể uh, thay y phục có thể tắm rửa nhưng mà đó uh, do quý vị giữ bác quan trai giới chỉ có một ngày thôi Nha, chỉ có một ngày thôi thì chúng ta nên làm sao đó để cái việc giữ bát quan ca giới cái việc hành giới bồ tát ubu sa thá của chúng ta đó nó được hoàn mỹ càng nhiều càng tốt chứ còn mình cứ tìm cách này mình tìm cách kia để mình lắp thì uh, chắc chắn là nó không có trọn vẹn nha chắc chắn là nó không có trọn vẹn còn nếu như mà xét theo luật á à, tắm rửa thì được phép vệ sinh thì được phép nhưng mà xà bông thơm thì không được phép tức là quý vị có thể kiếm cái loại mà xà phòng nào đó mà nó không có thơm quý vị rửa hoặc là quý vị rửa bằng À, tắm rửa bằng cái nước Nước không bình thường Không có dùng xà phòng ừ. à, Chứ còn Nhưng mà sư lại thắc mắc là tại sao Mà mình chỉ có một ngày thọ bất quan Mà mình thay vì mình lưu tâm Đến những thứ cần thiết ví dụ như uh, Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp Tùy niệm Tăng, chánh niệm vân vân Và mây mây Thì mình lại quan tâm tới cái này à. Đấy thì mình nên có một cái thái độ nghiêm túc Thì nhờ như vậy đó Cái việc mà thọ Ubu phá của chúng ta Nó sẽ có hiệu quả ừ.